Thưa quý vị, câu chuyện về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đang là một câu hỏi rất lớn với mọi người và với những người lao động trong thời gian mất việc làm, với số tiền hỗ trợ vài trăm nghìn đồng cũng rất quan trọng đối với họ để có thể trang trải cuộc sống. Trong cuộc họp thường kỳ chính phủ ngày hôm qua ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, từ ngày 10 tháng 5 tới đây sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho những đối tượng này. Đến thời điểm này, tất cả các địa phương đều đã triển khai gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Báo cáo nhanh của 40 trên 63 tỉnh thành cho biết, khoảng 20.000 tỷ đồng đã được chuyển đến tay người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Và dự kiến đến 15 tháng 5, việc chi trả cho nhóm người này sẽ kết thúc. Đặc biệt, để tiếp tục triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội sớm đến với người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương phối hợp cùng ngành, lao động, kiểm soát, không để tình trạng lợi dụng tình hình khó khăn để gia tăng việc rút bảo hiểm xã hội một lần, kiểm soát chặt chẽ tình hình và xử lý nghiêm việc cầm cố, mua gom bảo hiểm xã hội.